Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 79 năm, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về quyền độc lập tự do, quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam, thể hiện cho khát vọng cháy bỏng, không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử là một dấu mốc quan trọng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh, giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước. Mừng ngày Tết độc lập, hôm nay các địa phương trong cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực. Còn trước đó, vào tối qua ngày 1 tháng 9, chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024 đã diễn ra tại 3 điểm cầu, khu lưu niệm đoàn tàu không số, lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và khu lưu niệm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Với chủ đề niềm tin và khát vọng, chương trình gồm 3 chương: Đi vinh quang, ở anh dũng, nghĩa nặng tình sâu và hành trình tiếp nối. Thông qua các tiết mục sân khấu hóa, những thước phim tư liệu quý và chia sẻ của nhân chứng lịch sử, cầu truyền hình mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Geneva trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam năm xưa đã không ngại hy sinh gian khổ để ra Bắc học tập, công tác, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị lực lượng mọi mặt tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước cho nền độc lập, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.